Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Sân sau của Tư Sang tan tác Nhiều năm không ai hay biết Ai đã rút núi tiền trốn chạy Tập đoàn Tân Tạo là doanh nghiệp của người quen Ông Trương Tấn Sang Bà Đặng Thị Hoàng Yến Thời kỳ ông Trương Tấn Sang còn quyền lực Là thời kỳ làm ăn phát đạt của doanh nghiệp này Vào năm 2016 Trương Tấn Sang chút hết quyền lực Về vui thú điển viên Thì cũng là lúc Tân Tạo cũng hết thời đến năm 2018, Tân Tạo mất khả năng thanh toán và bị toán buộc họ phải mở thủ tục phá sản. Vào năm 2018, công ty cổ phần đầu tư công nghiệp Tân Tạo đã bị toán nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định mở thủ tục phá sản số 56 trên 2008 quy đề. Đây là hình ông Trương Tấn Sang. Mặc dù quyết định mở thủ tục phá sản số 58 trên 2018 đã có hiệu lực luật pháp nhưng trải qua 4 năm, công ty Tân Tạo vẫn không công khai quyết định mở thủ tục phá sản này của tòa án cho các chủ nợ, người mắc nợ và các đối tác. Ngoài ra, doanh nghiệp này cũng không hợp tác với tòa án, quản lý, tài viên và danh doanh nghiệp. Thanh lý tài sản được tòa án chỉ định giải quyết phá sản họ cũng không làm. Việc công ty Tân Tạo hơn 4 năm từ khi có quyết định mở thủ tục phá sản đã không có bất kỳ việc báo cáo nào trong các giao dịch của mình trong khi phát sinh rất nhiều hoạt động như nêu trên sẽ dẫn đến nhiều giao dịch được thực hiện trong hơn 4 năm đó phải đối diện với nguy cơ bị đình chỉ thực hiện. Khôi phục lại tình trạng ban đầu sẽ gây ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đến quyền lợi và lợi ích của rất nhiều đối tác cá nhân tổ chức có liên quan. Thời kỳ ông Trương Tấn Sang làm chủ tịch nước, bà Đặng Thị Hoàng Yến được giới thiệu và trúng cử đại biểu quốc hội vì đấu đá nội bộ, bà Hiến bị Quốc hội bỏ phiếu bãi nhiệm vai trò đại biểu vào tháng 5 năm 2012 vì đã không trung thực trong khi khai báo hồ sơ ứng viên. Người loại bà Yến ra khỏi quốc hội thời đó được cho là ông Nguyễn Tấn Dũng. Song song với việc bị bãi nhiệm, đại dự án nhiệt điện kiên lương của Đặng Thị Hoàng Yến đã bị thanh tra đắp chiếu và cuối cùng bị buộc phải ngừng lại. Đây là hình ảnh bà Đặng Thị Hoàng Yến các tờ báo của nhà nước ghi nhận bà bắt đầu kinh doanh tại Mỹ từ năm 2002 khi thành lập công ty US Juist Homes và công ty cổ phần US Geek hoạt động trong lĩnh vực phát triển nhà đất. Tính đến cuối năm 2019, bà Yến là cổ đông lớn nhất của Tân Tạo với tỷ lệ sở hữu 5,79% tương đương 54.300 tương đương 54 triệu cổ phiếu. Ông Đặng Thành Tâm, em trai bà, người nắm 3,1% vốn của công ty chủ trì. Sự phóng mặt liên tục của bà Yến được giải thích là do bà bận công tác nước ngoài hoặc là bận học, đi chữa bệnh hoặc không thu xếp được công việc. Thực ra, sân sau của Trương Tấn Sang hiện tại chỉ là cái vỏ rỗng. Theo nguồn tin riêng mà chúng tôi có được thì bà Đặng Thị Hoàng Yến đã rút rỗng ruột tân tạo để tháo chạy khi Trương Tấn Sang không còn chút quyền lực nào sau khi bị đá văng ra khỏi quốc hội, bà Đặng Thị Hoàng Yến sang Mỹ định cư và thay tên đổi họ thành Maya Dallas. Khi đã an toàn trên đất Mỹ, người ta cho rằng bà Yến đã mở mạng quan làm báo để đăng tải thông tin nội bộ tấn công phe Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng. Trang quan làm báo tấn công, ông Nguyễn Tân Dũng không ăn thua, bà Đặng Thị Hoàng Yến đã khởi kiện cựu Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng, đã xóa dự án và làm thiệt hại cho dự án kiên lương của bà hơn 2,5 tỷ đô la, không cho phép bà cung cấp việc làm và các cơ hội giáo dục cho người nghèo tại Việt Nam và Hoa Kỳ. Đây là hình ảnh công ty Tân Tạo chỉ còn là cái vỏ rỗng ruột từ rất lâu. Như vậy thì công ty Tân Tạo hiện nay là một cái phế tích vì chủ nhân của nó đã định cư ở nước ngoài từ lâu rồi. Công ty sân sau này là như vậy, còn quyền lực thì còn hoạt động, hết quyền lực thì hốt tiền, tháo chạy không biết ông cựu chủ tịch nước Trưng Tấn Sang có tư vấn đường rút đôi cho bà Đặng Thị Hoàng Yến hay không. Tuy nhiên, việc rút tiền trốn chạy của bà Hoàng Yến rất kịp thời. Giờ cũng muốn ai muốn thịt bà hay bắt công ty sân sau của Tư Sang thì chắc chắn cũng phải bó tay. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đỗ Xuân Tuyên hốt đống thối của Nguyễn Thành Long để lại mà chân run vì sợ. Sau khi ông Nguyễn Thành Long bị bắt vào ngày mùng 7 tháng 6 ông Nguyễn Phú Trọng đã thông qua Bộ Chính trị đưa ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế tạm thời điều hành công tác của bộ này. Hiện nay, ông Đỗ Xuân Tuyên đang là quyền bộ trưởng. Đó là quyền bộ trưởng thì khả năng lên bộ trưởng là rất cao, tuy nhiên đó là khả năng nhưng không phải là chắc chắn. Với thời kỳ rực lửa lan cháy khắp nơi trong cả nước như hiện nay thì không ai an toàn được, dù Bộ Chính trị có cho lên chức đây là hình ảnh ông đỗ xuân tuyên quyền bộ trưởng bộ y tế của việt nam hiện nay ông trung ngọc anh là người được ông nguyễn phú trọng chọn thay thế cho nguyễn đức trung nhưng cuối cùng số phận của ông trung ngọc anh vẫn không khá hơn ông nguyễn đức trung thậm chí như người tiền nhiệm của ông tuyên là nguyễn thanh long còn tệ hơn nữa ông nguyễn thanh long được nguyễn phú trọng chọn thay thế bà nguyễn thị kim tiến nhưng cuối cùng ông nguyễn thanh long lại đi sau nhưng về trước nghĩa là ông Long nắm chiếc ghế Bộ trưởng sau bà Tiến nhưng lại vào trại giam trước bà Tiến vậy nên là người thay thế thì không có gì là đảm bảo cho ông Đỗ Xuân Tuyền cả khi đại dịch Covid-19 bùng phát Việt Á đã thu lợi thì không chỉ một mình ông Nguyễn Thanh Long chỉ đạo mà trong đó có cả Đỗ Xuân Tuyền giúp sức với vai trò là thứ trưởng thường trực của Bộ Y tế Việt Á không tha một ai cho nên tình trạng của ông Đỗ Xuân Tuyền là một tiềm ẩn nguy cơ bị kỷ luật và truy tố. Vào ngày 17 tháng 5 vừa qua, ông Thứ trưởng Bộ Y tế gồm Nguyễn Trường Sơn, Đỗ Xuân Tuyên đã bị kỷ luật. Ngoài hơi hai ông Thứ trưởng Bộ Y tế này thì Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật hai người là Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, trong đó ông Phạm Công Tạc đã đưa vào chạy giam. Hai ông Thứ trưởng Bộ Y tế hiện nay như đang bị án treo, không biết sẽ bị sở gáy vào lúc nào. Hiện nay ông Đỗ Xuân Tiên đang cố hốt đống thối mà ông Nguyễn Thành Long để lại Trong đống đó có phần của ông Đỗ Xuân Tiên Vì thế dù muốn hay không thì ông Đỗ Sơn Tiên cũng phải hốt cho thật sạch Nếu không thì ông Nguyễn Phú Trọng lại khôi tiếp Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng đang cho quan sát ông Đỗ Xuân Tiên Hiện nay ông Nguyễn Phú Trọng đang trong thế tọa sơn quan sát nếu bên dưới có ai làm sai điều gì thì ông lập tức mang lò đến để tống thanh củi ấy vào. Mọi sự động tính của ông quyền bộ trưởng đều bị giám sát rất chặt chẽ. Vậy nên ông Đỗ Xuân Tiên có thể tay vừa làm chân lại vừa run vì sợ. Vào ngày 24 tháng 6, ông Đỗ Xuân Tiên có chỉ đạo rằng trước ngày 30 tháng 6 các tỉnh thành phía Nam phải tiêm hết lô vaccine phòng Covid-19 đã phân bổ. Ông Tiên cho rằng Bộ Y tế đã kiểm soát được tình hình và chuyển sang bình thường mới việc bắt phải tiêm số vaccine ấy được ông lý giải là bộ không được chủ quan lơ là về dịch bệnh vẫn đang diễn biến khó lường có nguy cơ cây lại tăng số ca mắc do đó cần đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine phòng covid 19 tình hình người dân đã trích ngừa gần hết việc bỏ khẩu trang và đưa đời sống người dân trở lại bình thường mà dùng mệnh lệnh cứng thì đấy là điều rất khó hiểu việc ra lệnh có những lúc khẩn cấp thì cần mệnh lệnh cứng nhưng khi đời sống người dân đã trở lại bình thường thì mệnh lệnh cứng rắn sẽ cản trở đời sống của nhân dân khó mà tránh khỏi. Đây là hình ảnh Đỗ Xuân Tiên tay đang làm nhưng chân đang run. Ông Đỗ Xuân Tiên tuy đang được tạm quyền ghế bộ trưởng nhưng thực chất là ông đang thụ án treo của đảng. Mà án treo thì giám sát rất chặt. Tùy ghế bộ trưởng đầy hung hiểm nhưng rất có nhiều người dòm ngó chiếc ghế này. Ở hậu trường chính trị không thiếu những người bên ông Tổng Trọng có thể sàm tấu để đẩy ông đi. Hốt đống thối thì chính ông cũng thối tay thối chân không thể nào khác được. Giám sát ông Đỗ Xuân Tiên đâu chỉ có Ủy ban Kiểm tra Trung ương mà còn có cả ban nội chính Trung ương, cũng có bộ công an với ông Tô Lâm đầy quyền lực, cũng phân công người theo dõi. Nhất cử nhất động, nếu không khéo thì ông Đỗ Xuân Tiên có thể tự hại chính mình.